Hello friends, my name is Mai. Today we will be cooking a delicious Vietnamese crab soup called soup mang cua. Chào quý vị và các bạn. Hôm nay Mai sẽ trình bày cho quý vị và các bạn một món rất là ngon, đó là soup mang cua. The ingredients you will need are fresh crab. If you don't have fresh crab, you can use canned crab meat. Chicken broth, water, white asparagus, quail eggs. You will also need white pepper powder, tapioca flour, egg, and kosher salt. Chúng ta cần nguyên liệu đó là cua tươi. Nếu quý vị và các bạn không có cua tươi, có thể dùng cua trong lon, súp gà, nước lạnh, măng tây, trứng cút. Chúng ta cần gia vị đó là bột tiêu trắng, bột năng, trứng và muối. If you would like this delicious recipe, please visit our website. Now we're going to separate our crab meat. Whisk your egg. In the medium soup pot, combine your chicken broth. Water. And bring it to boil. Now the broth is boiling. Add in the crab meat.
biggest quail eggs. White pepper powder, kosher salt, do heat to low, add your tapioca flour. And here you have a delicious Vietnamese crab soup, soup mang cua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem Mai trình bày món soup mang cua. Nếu quý vị và các bạn muốn công thức, xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi. We hope you enjoy watching our video. If you would like this delicious recipe, please visit our website.